Hello anh em nhé. Nay mình lên con Isuzu TL320 này. Con này hàng bãi trong hàng dân dùng thôi nhá, hàng bãi. Giờ mình sẽ quay sơ bộ qua nhá. TL320 là 3200 á. Mình đọc luôn thông số lốp nhá. 13626 này. Đâu. Lốp nguyên bản của nó đấy. Móc còn nguyên này, đó thấy không? Còn nguyên dầu mỡ còn bám nguyên đấy, bẩn nguyên. Con này chưa dọn đâu, để nguyên vậy luôn á. Con này ben cơ nhá, số cơ luôn, số chạy của nó lên rồi. Con này chạy 1121 giờ, 1021 giờ. Quay sang bên này. Các chi tiết máy. Đây số chạy này, nhanh chậm này. Số phay này. Cái cấu trước này. Rồi mình quay qua sơ bộ thôi nhá. Chào anh em nhé.